nè. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Sáng Tạo Miền Tây. Hôm nay thì chúng tôi sẽ nghiên cứu sáng chế ra cái thùng bên nước mà ống nhựa quý vị. Sử dụng cái ống nhựa này Phi 200 ha. Phi 200. Rồi. Và một cái bích 200. Cho nó hai bích 200 rồi cái dụng cụ kèm theo. Gồm có cái giảm 60 34, cái ống nối 34, cái lơi 34. Rồi cái tay nắm cho cái thùng, đó là các cái dụng cụ cần thiết để mình làm cái thùng tưới nước quý vị. Rồi bây giờ mình tiến hành mình đo ha, đo để mình cắt cái ống phi 200 này ra. Dính rồi lấy ra. Dính không hay là tại không mát? Vậy là xong cái thang hen, giờ mình bắt đầu mình gắn vô cái thùng hen. Rồi. Thank you.
keo rồi sao khá được. Nó dễ khô lắm. Đưa cái giò vô. Không. Xuống rồi. Nghe không? Cho giò vô. Kéo luôn hả? Thử đi. Nghe không? Nghe, nghe chưa? Xong nghe giò vô, nãy nghe giò vô. Nó chưa có sâu xuống. Đúng chưa? Đó. Khoảng cỡ đầu buông ra cái lái liền dài tạo cái bãi xe này. Cái lỗ chở ba xe đuối. Rồi vậy là coi như các chi tiết đã xong rồi phải không? Thử em. Thử đi. Tàn mới là quẹo trên đây. Tương sao nhà đây rồi. Ok ha. Ra cũng ra người.